Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình thứ 5 ngày 19 tháng 12 và bây giờ là những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Hội nghị trực tuyến Ban chỉ đạo chỉ thị 32 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng cho công tác phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ nhân dân. Huyện Ân Thi 250 ha ngô chuẩn năng suất giá bán cao. Hưng Yên đẩy mạnh đào tạo lao động gắn với thị trường, góp phần nâng cao chỉ số PCI. Văn Giang tích cực hỗ trợ xây mới sửa chữa nhà ở cho người nghèo. Nở rộ phong trào chụp ảnh cúc họa mi ở xã Thụy Lôi, huyện Tiên Lữ. Cảnh báo tình trạng trộm cắp dịp cuối năm ở huyện Khoái Châu. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Ban chỉ đạo chỉ thị 32 năm 2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa 9 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng cho công tác phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ nhân dân, tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, trưởng Ban chỉ đạo tổng kết chỉ thị 32. Sự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên có đồng chí Đặng Ngọc Quỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh. Sau 15 năm thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật đã có nhiều chuyển biến tích cực. Nhận thức của các cấp ủy tổ chức đảng về vai trò tầm quan trọng của công tác này đã được nâng lên. Tình hình vi phạm pháp luật hàng năm do thiếu hiểu biết về pháp luật giảm trung bình từ 14 đến 20%. Thực tế này góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế xã hội, ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh xây dựng và phát triển đất nước giai đoạn hiện nay. Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình nhấn mạnh, giáo dục pháp luật là nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị, vì thế cần tiếp tục quán triệt tuyên truyền phổ biến bằng nhiều hình thức đến mọi tầng lớp nhân dân trong cả nước, thậm chí là phải xây dựng thể chế phổ biến mới cho phù hợp trong giai đoạn mới hiện nay. Các bộ ngành trung ương và các địa phương cần tiếp tục kiện toàn đội ngũ tuyên truyền viên theo hướng chuyên nghiệp, chú trọng nêu gương người tốt việc tốt trên các phương tiện thông tin đại chúng, sử dụng hiệu quả cả mạng xã hội trong công tác phổ biến và tuyên truyền pháp luật. Tuy nhiên, phải có biện pháp ngăn chặn kịp thời các thông tin sai sự thật, thông tin trái pháp luật. Việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật là yêu cầu tất yếu, làm cơ sở để xây dựng nhà nước pháp quyền. Sáng nay, Hội đồng Nhân dân hai huyện Tiên Lữ và Yên Mỹ khóa 19 nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức khai mạc kỳ họp thứ 8. Sự kỳ họp tại huyện Yên Mỹ có các đồng chí Đại tá Nguyễn Chí Công, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, đồng chí Đỗ Xuân Sảng, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Năm 2019, kinh tế xã hội của huyện Yên Mỹ tiếp tục phát triển toàn diện, giá trị sản xuất tăng 13,4% so với cùng kỳ, tổng thu ngân sách ước đạt trên 766 tỷ đồng. Các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, y tế, văn hóa, giải quyết việc làm được quan tâm, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống cho nhân dân, quốc phòng an ninh được giữ vững, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,91%. Năm 2020, huyện Yên Mỹ tập trung thực hiện các khâu đột phá về cải cách hành chính, tăng cường đối thoại với người dân, giải quyết kịp thời phản ánh, khiếu nại tố cáo, đầu tư đồng bộ kết cấu hạ tầng, tăng cường quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên và môi trường, giải quyết dứt điểm những trường hợp vi phạm theo kế hoạch số 93A của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Qua đó, phấn đấu trở thành huyện nông thôn mới. Năm 2019, tình hình phát triển kinh tế xã hội của huyện Tiên Lữ đạt nhiều kết quả tích cực. Tổng sản phẩm trên địa bàn huyện tăng 11,3% so với năm 2018. Tổng thu ngân sách nhà nước hơn 720 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 47 triệu đồng một người trên năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,3%. Năm 2020, huyện phấn đấu hoàn thành và vượt kế hoạch thu ngân sách tỉnh giao, để mạnh phát triển nông nghiệp hàng hóa, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, tăng cường công tác quản lý về đất đai và môi trường, đổi mới căn bản toàn diện và nâng cao chất lượng giáo dục, thực hiện tốt các mục tiêu an sinh xã hội, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Chương trình thời sự xin được tiếp tục với các thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay bà con nông dân của huyện Ân Thi đang tập trung thu hoạch ngô. Năm nay, năng suất và giá bán tăng từ 15 đến 20% so với cùng kỳ của năm trước. Vụ ngô năm nay, toàn huyện trồng được 250 ha ngô các loại, trong đó giống ngô chủ lực là HN88, tập trung chủ yếu ở hai xã Đặng Lễ và Văn Nhuệ. Theo các hộ trồng ngô trong huyện cho biết, mỗi sào ngô đạt năng suất từ 5 đến 5,5 tạ. Hiện nay, thương lái đến tận ruộng thu mua với giá 7.000 đồng 1 kg bắp.
thời điểm đầu vụ lên tới 9.000 đồng một kg. Ngoài ra, sau khi thu hoạch bắp, các hộ còn bán cây ngô cho các hộ chăn nuôi trâu bò với giá 100.000 đồng một sào. So với các cây trồng vụ đông khác tại huyện năm nay, cây ngô cho thu nhập khá hơn, trừ chi phí, mỗi sào cho thu lãi từ 3 đến 3,5 triệu đồng. Xác định công tác quản lý đất đai là nhiệm vụ quan trọng gắn liền với lợi ích của người dân. Thời gian qua, xã Xuân Dục, thị xã Mỹ Hào đã chủ động tuyên truyền, từng bước khắc phục những hạn chế trong công tác quản lý đất đai, dần đi vào nề nếp. Nhiều năm liền, xã không để xảy ra tình trạng vi phạm về đất đai, người dân yên tâm sản xuất, phát triển kinh tế. Toàn xã hiện có gần 500 hectare đất tự nhiên, trong đó có hơn 200 hectare đất nông nghiệp và quy hoạch cho 3 doanh nghiệp sử dụng đất với trên 20 hectare. Với lợi thế về điều kiện đất đai, sản xuất nông nghiệp được xác định là thế mạnh trong phát triển kinh tế của xã. Những năm qua, xã thường xuyên tuyên truyền phổ biến pháp luật về đất đai cho người dân, tổ chức kiểm tra rà soát lại toàn bộ hồ sơ địa chính về công tác quản lý đất đai và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn. Nhiều năm, người dân không vi phạm sử dụng đất sai mục đích, không xây dựng trên đất nông nghiệp và cũng không có trường hợp nào khiếu kiện tranh chấp đất đai. Đến nay, xã đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho trên 90% số hộ dân tại địa phương. Với tình trạng khô hạn và lượng nước thiếu hụt ở các hồ chứa trên lưu vực sông Hồng như hiện nay, việc đảm bảo nguồn nước đổ ải của vụ xuân sẽ gặp rất nhiều những khó khăn. Vì vậy, ngay từ bây giờ, các địa phương đơn vị cần tập trung các giải pháp để khắc phục tình trạng trên. Theo thông tin từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam, hiện nay 3 hồ chứa trực tiếp tham gia xả nước trên lưu vực sông Hồng thiếu hụt 3,7 tỷ mét khối. Lịch lấy nước tại các tỉnh, thành phố, Đồng bằng Bắc Bộ gồm 3 đợt, đợt 1 từ ngày 20 tháng 1 đến ngày 23 tháng 1 năm 2020, đợt 2 từ ngày 5 tháng 2 đến ngày 12 tháng 2 năm 2020, đợt 3 từ ngày 19 tháng 2 đến ngày 24 tháng 2 năm 2020. Với mực nước như vậy, nguồn nước phục vụ cho công tác đổ ải, phục vụ cho sản xuất nông nghiệp sẽ rất khó khăn. Đến thời điểm này, trên địa bàn tỉnh ta, các địa phương, đơn vị đã tập trung nạo vét kênh mương đã được phân vùng. Chi bộ thôn đã tổ chức họp bà con nhân dân, mỗi một mét dài thì hết bao nhiêu tiền để nhân dân đóng góp. Thì trên cơ sở đó thì tính toán theo sự tính toán của cấp ủy thì đóng góp với là 30.000 đồng trên một sào. Thì hai bên là hưởng lợi thì đều đóng góp như vậy. Đến thời điểm này thì cũng được gần 20.000 mét khối. 30.000 bỏ ra thì cứ dự kiến tổng 35. Thế trong vòng 35 thì mỗi năm thì với chiết khấu và trừ hao đi thì khoảng tầm 5.000 đồng trên một vụ. Thế thì một năm thì có 2 vụ. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi tỉnh đã tập trung tu sửa công trình máy móc, thiết bị nạo vét kênh mương cửa cống Ngô Hút, đảm bảo đến ngày 26 tháng 12 năm 2019 hoàn thành công tác nạo vét đông xuân, đồng thời xây dựng kế hoạch đổ ải, phương án phòng chống hạn chi tiết, cụ thể khắc phục tình trạng thiếu nước và các giải pháp chống hạn tích cực khác, đảm bảo đưa nước kịp thời vụ, gieo cấy vụ xuân, chuẩn bị kế hoạch bơm luân phiên, máy bơm dã chiến tham gia chống hạn. Công ty cũng đã phổ biến và chỉ đạo các xí nghiệp là phải tích nước trên các cái hệ thống sông. Ngay từ đầu tháng 11 triển khai lắp đặt 3 cái trạm bơm dã chiến để bơm cấp nguồn lên cho các cái trạm bơm bên trong để lấy được nước. Công ty cũng sẽ đổ ải sớm hơn so với lịch xả khoảng 20 ngày và lấy nước sớm hơn hàng năm là khoảng 10 ngày. Tức là vào ngày 1 tháng 1 là công ty sẽ tiến hành bơm trữ vào các cái hệ thống sông trục trước và sau đó thì đến khoảng mùng 10 sẽ bắt đầu lấy nước lên các cái hệ thống trên kênh mương để lấy vào đồng ruộng. Cùng với các giải pháp của các cơ quan chức năng thì một trong những vấn đề quan trọng đó là các địa phương và nông dân tích cực hơn nữa trong việc giải tỏa vi phạm khơi thông dòng chảy, lấy đủ nước vào ruộng trong thời gian xả nước tập trung từ các hồ thủy điện để tránh lãng phí nước và tiết kiệm sử dụng điện. Thưa quý vị và các bạn, năm 2018, chỉ số PCI của Hưng Yên đạt 60,66 điểm, xếp thứ 58 trong cả nước. Trong đó, đào tạo lao động là một trong 3 chỉ số thành phần chính làm giảm thứ hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Để cải thiện chỉ số này, năm 2019, Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã triển khai nhiều giải pháp, trong đó đặc biệt quan tâm tới việc xây dựng mối liên kết giữa các cơ sở giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp. Để cải thiện chỉ số đào tạo lao động của tỉnh,
Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã chủ động phối hợp với các sở ngành địa phương, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và các doanh nghiệp tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch về đào tạo nghề hàng năm. Trong đó, đặc biệt chú trọng đến việc nâng cao chất lượng đào tạo nghề tại các cơ sở đi vào thực chất, bám sát nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp. Hiện 18 trường cao đẳng, các cơ sở đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh đều đã chủ động liên kết với doanh nghiệp để xây dựng chương trình đào tạo cho người học, đồng thời bảo đảm có việc làm cho người học sau khi ra trường. Việc nâng cao chất lượng đào tạo thì nhà trường cũng đã phát triển đồng bộ đội ngũ, cơ sở vật chất, tích cực liên kết với các doanh nghiệp trong tỉnh cũng như là ngoài tỉnh. Việc lý thuyết thì đào tạo ở tại trường, còn thực hành thì đến các doanh nghiệp đào tạo, có thể sử dụng các cái thiết bị máy móc của doanh nghiệp, đảm bảo học sinh ra trường là tiếp cận ngay được 100% các em cơ bản là có việc làm. Vừa rồi thì Hiệp hội Doanh nghiệp cũng đã ký hợp tác với Sở Lao động kết hợp với các trường nghề đào tạo lao động cho các doanh nghiệp, có tác động rất là tốt đối với các doanh nghiệp trong cái việc đào tạo nghề để nâng cao cái kỹ năng lao động cho người lao động. Hiện các ngành nghề đào tạo cũng được các cơ sở trong tỉnh phát triển theo xu hướng của thị trường với trên 60 ngành nghề ở 3 cấp trình độ. Trong đó thực hiện chuẩn đầu ra với 3 nghề trình độ cao đẳng gồm điều dưỡng may thời trang, vận hành và sửa chữa trạm bơm điện, đào tạo đạt chuẩn 2 nghề cấp độ ASEAN với 3 nghề cấp độ quốc gia. Ngoài việc khảo sát đánh giá nguồn lao động và nhu cầu sử dụng lao động của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh để có kế hoạch đào tạo phù hợp, Sở Lao động Thương binh và Xã hội cũng đã có nhiều đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động sàn giao dịch việc làm. Chỉ tính từ đầu năm đến nay, Trung tâm Dịch vụ Việc làm đã tổ chức 24 phiên giao dịch, tư vấn việc làm cho gần 16.000 lao động, trong đó tư vấn đào tạo nghề cho gần 1.000 lượt người. Đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động, hàng năm chúng tôi đều nâng cái tần suất giao dịch tại các phiên giao dịch việc làm, mở rộng giao diện, thay đổi hình thức từ giao dịch trực tuyến cho đến giao dịch online trong nhiều tỉnh trong cùng một phiên giao dịch việc làm. Và ngoài ra thì Trung tâm Dịch vụ Việc làm luôn luôn theo sát những cái biến động về sử dụng lao động của các doanh nghiệp, lối trực tiếp các doanh nghiệp, các nhà tuyển dụng đến các cái khu vực có nhiều lao động kỹ thuật, ví dụ như là các cái trường đại học, các cái trường nghề trên địa bàn tỉnh. Đến thời điểm này, các trường và các cơ sở đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh đã tuyển sinh được trên 55.000 người, đạt 118,7% kế hoạch năm 2019. Toàn tỉnh cũng đã tạo việc làm trong nước cho khoảng 21.000 người, xuất khẩu gần 3.800 lao động, đạt trên 100% kế hoạch. Những kết quả này đã và đang tích cực góp phần cải thiện chỉ số đào tạo lao động và nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Đến nay, các địa phương trong tỉnh đã cơ bản hoàn thành khám tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự cho các công dân trong độ tuổi nhập ngũ năm 2020. Theo đánh giá, các địa phương đã tích cực chủ động trong công tác rà soát, nắm nguồn, công tác tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của thanh niên, gia đình thanh niên trong việc chấp hành luật nghĩa vụ quân sự. Do vậy, cơ bản các thanh niên đã đến đúng thời gian, địa điểm quy định và chấp hành tốt các yêu cầu khám tuyển. Công tác khám tuyển được tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc, khách quan theo đúng quy định. Theo thống kê sơ bộ của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, số công dân lên trạm khám đạt tỷ lệ 72,4% so với số công dân được phát lệnh gọi khám tuyển. Trong đó có 62% số công dân đạt sức khỏe từ loại 1 đến loại 3. Thời gian tới, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự các địa phương tiếp tục triển khai các bước tiếp theo trong quy trình tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Văn Giang là một trong những địa phương thực hiện tốt phong trào chung tay vì người nghèo. Chỉ tính trong năm 2019, địa phương này đã sửa chữa xây mới 10 nhà cho người nghèo. Ngôi nhà của ông Nguyễn Hữu Xìn ở thôn Nhạn Tháp, xã Mễ Sở vừa được khánh thành cách đây hơn một tháng. Ngôi nhà có diện tích gần 60m², được xây dựng khang trang, sạch sẽ, với mái lợp tôn lạnh, trần chống nóng, bếp và khu vực vệ sinh khép kín. Tổng kinh phí xây nhà là trên 200 triệu đồng. Trong đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh hỗ trợ 50 triệu đồng, huyện 10 triệu đồng, còn lại là nguồn huy động từ thôn, xã, dòng họ và các nhà hảo tâm. Ông Xìn năm nay đã gần 80 tuổi, hiện đang sống cùng con gái, bản thân bị khuyết tật teo cơ tay bẩm sinh, thường xuyên đau yếu, gần như không còn khả năng lao động. Vì thế, việc xây nhà là điều mà ông và gia đình chưa bao giờ dám mơ tới nếu không có sự hỗ trợ. Rất là vui, phấn khởi. Không có nhà nước hỗ trợ thì tôi cũng không làm được. Từ khi tôi lên nhà mới này thì tôi ở nó thoáng mát và nó không có
cùng chủ nữa. Nhà chủ thì nó vừa thấp nó lại vừa nóng, bức. Đây là một trong số 10 nhà được huyện Văn Giang hỗ trợ sửa chữa, xây mới trong năm 2019 với số tiền huy động để hỗ trợ lên tới gần 1 tỷ đồng ở các xã Vĩnh Khúc, Nghĩa Trụ, Tân Tiến, v.v. Với nguồn vốn ban đầu, hỗ trợ của quỹ người nghèo huyện chỉ từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng cho một nhà. Song để có đủ nguồn lực hỗ trợ, đầu tiên phải có sự vào cuộc tích cực của các cấp chính quyền, các tổ chức xã hội. Cùng với đó, phải tích cực tuyên truyền vận động bằng nhiều hình thức nhằm lan tỏa rộng rãi, khơi dậy được tấm lòng nhân ái của các nhà hảo tâm trong việc cùng chung tay giúp đỡ người nghèo. Cũng nhờ đó mà nhiều khu dân cư có các hộ nghèo khi được hỗ trợ xây nhà đã không chỉ góp tiền ủng hộ mà còn tự nguyện tham gia nhiều ngày công lao động, đồng thời hỗ trợ vật dụng sau khi khánh thành nhà. Trong thời gian tới cũng ngoài cái công tác tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh ấy, thì chúng tôi cũng sẽ trực tiếp đi và vận động các doanh nghiệp và những thư ngỏ tới những các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và các những người con quê hương đang công tác ở nơi xa, thì là với cái sức của mình chung sức chung tay để giúp đỡ những hộ nghèo làm sao để họ có những ngôi nhà khang trang hơn. Và kết quả vận động năm 2019 sẽ là động lực quan trọng để Văn Giang tiếp tục đẩy mạnh phong trào, không để ai bị bỏ lại phía sau. Những năm qua, Hội Khuyến học huyện Khoái Châu luôn làm tốt vai trò nòng cốt trong việc xây dựng và phát triển các phong trào khuyến học khuyến tài. Qua đó đã góp phần nâng cao tinh thần học tập cho các em học sinh trên địa bàn huyện. Các phong trào thi đua do Hội Khuyến học phát động đa dạng, thiết thực, thu hút được sự tham gia tích cực của các cơ quan đơn vị và nhân dân trên địa bàn. Đến nay, toàn huyện có hơn 46.000 hội viên. Cùng với việc duy trì hoạt động của các cơ sở hội, hội tập trung vào những phong trào có sức lan tỏa nhanh như xây dựng gia đình học tập, dòng họ học tập, đơn vị học tập, cộng đồng học tập, cơ quan đơn vị học tập. Kết quả, năm 2019, số gia đình học tập đạt 60,39%, số dòng họ học tập đạt 52,75%, số cộng đồng học tập đạt 70,07%, cộng đồng học tập cấp xã đạt 24%. Bên cạnh đó, hàng năm, Hội Khuyến học huyện đã huy động các tổ chức cá nhân, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể ủng hộ cho quỹ khuyến học. Tổng số quỹ khuyến học của toàn huyện đạt trên 5,2 tỷ đồng. Từ đầu năm đến nay, toàn huyện đã tặng thưởng hàng trăm lượt học sinh trúng tuyển đại học, học sinh vượt khó học giỏi, học sinh giỏi các cấp với tổng trị giá gần 600 triệu đồng. Không chỉ được biết đến là làng trồng hoa kinh doanh, mà những năm gần đây, nhiều vườn hoa ở đội 4 thôn Lệ Trì, xã Thụy Lôi, huyện Tiên Lữ còn được biết đến là địa điểm chụp ảnh dịch vụ lý tưởng của các bạn trẻ. Vào khoảng tháng 11, tháng 12 là thời điểm cúc họa mi nở rộ. Các vườn cúc tại đây luôn trong tình trạng quá tải bởi rất đông du khách tới tham quan và chụp ảnh với cúc họa mi. Trung bình mỗi ngày có từ 30 đến 40 lượt khách đến vườn để lưu lại những hình ảnh đẹp nhất của mình và hoa cúc. Những ngày cuối tuần, số lượng khách còn tăng lên đến 80 đến 90 người. Giá vé vào cửa đối với người lớn là 30.000 đồng, 20.000 đồng với trẻ nhỏ. Các dịch vụ tại vườn cũng phát sinh kèm như trang điểm và cho thuê áo dài. Anh Trần Mạnh Quyền, một chủ vườn hoa cúc họa mi cho biết, so với trồng bán đơn thuần như trước kia, thì việc trồng cúc để chụp ảnh cho thu nhập khá hơn nhiều. Trung bình mỗi vụ hoa, anh thu từ 15 đến 20 triệu đồng. Đã 3 năm nay, gia đình anh Quyền trồng cúc họa mi để phục vụ sở thích chụp ảnh của các bạn trẻ. So với việc đi Hà Nội để chụp ảnh cúc họa mi, thì việc chụp ảnh tại các vườn ở huyện Tiên Lữ đã giảm đi rất nhiều chi phí đi lại. Đây cũng là hướng đi mới cho những hộ trồng hoa đơn thuần tại địa phương. Ngày 17 tháng 12 năm 2019, tại trụ sở Tòa án Nhân dân tỉnh Hưng Yên, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Đinh Công Tráng, sinh năm 1977, ở khu phố An Bình, phường An Tảo, thành phố Hưng Yên. Hung thủ đã sát hại hai vợ chồng ở thành phố Hưng Yên vào ngày 17 tháng 8 năm 2018. Liên quan đến vụ án này, ngày 14 tháng 8 năm 2019, Tòa án Nhân dân tỉnh Hưng Yên đã mở phiên tòa sơ thẩm tuyên án tử hình bị cáo Đinh Công Tráng về tội giết người và trộm cắp tài sản. Sau phiên tòa sơ thẩm,
bị cáo Đinh Công Tráng có đơn kháng cáo xin giảm án. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Hưng Yên, vào khoảng 0 giờ ngày 17 tháng 8 năm 2018, Đinh Công Tráng đã đột nhập vào nhà vợ chồng anh Đặng Văn Trường và chị Nguyễn Thị Hoa ở khu phố Nam Tiến, phường Hồng Châu, thành phố Hưng Yên để trộm cắp tài sản. Khi chưa kịp thực hiện hành vi trộm cắp, Đinh Công Tráng đã bị vợ chồng anh Trường phát hiện. Tráng đã dùng dao bầu đâm nhiều nhát vào người anh Trường và chị Hoa, hậu quả làm vợ chồng nạn nhân tử vong. Hành vi của Đinh Công Tráng đã bị truy tố về tội giết người quy định tại điểm A và điểm N khoản 1, điều 123 Bộ luật hình sự. Tại phiên tòa lần này, hội đồng xét xử giữ nguyên mức án tử hình Đinh Công Tráng về tội giết người, 4 năm tù về tội trộm cắp tài sản, tổng hình phạt chung của hai tội là tử hình. Quý vị và các bạn thân mến, tới đây chúng tôi xin kết thúc chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.